Bí Ngô ơi, dậy đi tập thể dục đi chứ. Ngày nào chị cũng ngủ nướng thế. Hèn gì thân hình tròn quay tròn cút mà. Kệ tôi, liên quan gì đến nhà các chị? Chị không đi tập thể dục thì thôi, làm gì mà giận dữ nhở? Mà mặt chị giận dữ, xị xuống, nhìn lại càng tròn quay tròn cút kìa. Mà nè, các chị chỉ được cái dáng là hơn tôi, còn làn da thì sao hả? Người thì xanh lét, người thì bệt bạc. Đó là chưa biết bên trong ra làm sao, không chừng chả có tác dụng gì. Sức, cái chị Bí Ngô này làm mình mất hứng à. Thôi, bữa sau chị em mình đi, chị về đây. Thật chả ra làm sao, mà công nhận mình cũng bệt bạc thiệt. Không biết mình có bệnh gì không nữa, mình phải đi hỏi đốc tơ khỏe ngay thôi. Phương Trinh xin chào quý vị khán giả. Chào đốc tơ khỏe. Đốc tơ khỏe ơi, đốc tơ khỏe có ở nhà không ạ? Bầu hả? Có chuyện gì vậy bầu? Chuyện gì vậy bầu? Dạ, con chào đốc tơ khỏe. Em chào chị Vân Trang. Chả là sáng nay chị Bí Ngô có chê con là da bệt bạc đó. Nhưng mà đốc tơ khỏe ơi, Vân Trang chắc chắn nếu như mà mình ăn ngọn bầu thì mình sẽ không có bị mập, còn ăn trái bầu sẽ bị mập, đúng không đốc tơ khỏe? Chị Vân Trang đúng là không hay ăn bầu rồi. Em chứa lượng calo rất thấp, nhưng giàu vitamin B6, B3, C, kali và sắt, có thể ngăn chặn sự thèm ăn, lấy đâu ra mà mập chứ. Ăn bầu luộc, nấu canh hay nước ép đều được coi là bữa ăn hoàn chỉnh đó Vân Trang à. Nếu nói như đốc tơ khỏe thì Vân Trang sẽ đưa bầu vào thực đơn 2 bữa một tuần luôn, được không đốc tơ khỏe? Em đảm bảo thông tin này chị Vân Trang và khán giả sẽ rất thích nè. Thông tin gì? Ta đoán được rồi. Dạ, hai người cứ cười luôn đi. Cười mà không có chia sẻ thì quý vị khán giả cũng đâu có hiểu đâu. Thì nếu Vân Trang có tóc bạc thì nên uống nước ép bầu, sẽ khắc phục được đó. Mỗi ngày một cốc thôi nha. Thiệt sao? Chuyện này Vân Trang mới biết á. Nước ép bầu có chứa các chất vitamin, nếu bôi lên da sẽ giúp trẻ hóa làn da và ngăn chặn mụn. Chất xơ hòa tan có trong bầu á còn giúp giữ cho trái tim khỏe mạnh, làm sạch ruột, ngăn ngừa táo bón. Cảm ơn bạn bầu, cảm ơn đốc tơ khỏe. Qua chương trình ngày hôm nay thì Vân Trang mới biết là bầu có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe đến như vậy. Vân Trang và gia đình mình sẽ ăn bầu thường xuyên hơn. Quý vị khán giả cũng nhớ như vậy nha. Vậy là đã đến lúc đốc tơ khỏe, MC và trái bầu phải tạm biệt khán giả rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.